Chào các bạn, nên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Như các bạn đã thấy, trong Cadena chúng ta có sự kiện Delivery, trong đó chúng ta sẽ vận chuyển hàng hóa và được điểm và được phần thưởng nha các bạn. Phần thưởng là bình máu lớn này, Anti-Radiation Pill này, ngôi sao này, AK này, ngôi sao tiếp và pin xe này, hòm súng này. Trong đó tôi thấy phần thưởng ngôi sao là xịn nhất các bạn ạ. Các bạn vào Zewa này, các bạn có thể nhận được phần thưởng lớn như là sơn xe này hoặc ATV Transmission, nói chung rất nhiều phần thưởng xịn trong cái ngôi sao này các bạn ạ. Ngoài ra tôi thấy hai viên thuốc Anti-Radiation Pill này cũng rất là xịn nha các bạn, rất là đắt đỏ và hiếm nha các bạn. Các bạn cố để làm được hai viên thuốc này thì cũng được đấy các bạn ạ. Không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng vào đây nào. Các bạn đến cái bàn này này, các bạn phải giao mấy cái hộp này các bạn này. Trong đấy có tất cả 6 cái nhiệm vụ trong một lần khởi động lại các bạn ạ. Và các bạn đến chiếc bàn này, trong đây các bạn phải làm ra vỏ hộp trước các bạn ạ, với một đống nguyên liệu này các bạn ạ. Xong đến chiếc bàn này, các bạn làm ra chiếc hộp hoàn chỉnh các bạn ạ. Đây là tất cả 8 cách làm hộp các bạn ạ. Chúng ta cùng lấy một chiếc hộp nào các bạn. Chúng ta được 4 điểm cho một chiếc hộp các bạn ạ. Như các bạn đã thấy đấy, nếu các bạn ở level 15 của cái Zopod location này thì cái delivery này thì các bạn sẽ giao được tất cả 4 chiếc hộp nha các bạn. Vậy là lúc đầu là 12 điểm, một chiếc hộp là 4 điểm. Vậy tổng cộng là 24 điểm các bạn ạ. Lúc đầu là 12 điểm, một chiếc hộp là 4 điểm. Thêm 3 chiếc hộp nữa là 12 điểm, là cộng với 16 điểm này là 28 điểm tất cả các bạn ạ. Ngoài ra các bạn có thể bỏ xu ra để tăng thêm điểm các bạn ạ. Và cái insurgent này là cái gì tôi cũng chịu các bạn ạ. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Vậy nhưng theo tôi thấy là chúng ta được 12 điểm và một chiếc hộp là 4 điểm, nên là tổng cộng 4 chiếc hộp chúng ta được 16 điểm, cộng với 12 điểm này là 28 điểm tất cả các bạn ạ. Đấy là không dùng bất kỳ xu nào nha các bạn. Không dùng bất kỳ xu nào để tăng điểm lên các bạn ạ. Tăng điểm với chiếc hộp cao cấp các bạn ạ. Đấy, nói chung là điểm chúng ta nhận được 28 điểm trong một nhiệm vụ. Nói chung là 6 nhiệm vụ chúng ta nhận được khoảng là 200 điểm ấy các bạn ạ. 28 điểm này là 30 đi, 30 nhân 6 là 180 đi, là 200 điểm trong một ngày các bạn ạ. Trong 2 ngày các bạn ạ, vì cái report này nó khởi động lại trong 2 ngày cơ. Vậy trong một ngày chúng ta được 200 điểm. Trong 4 ngày chúng ta được 400 điểm. Vậy làm sao mà kịp làm được cái sự kiện này các bạn ạ? Thế các bạn phải bỏ xu vào để mới hoàn thành sự kiện này các bạn ạ. Nói chung tôi thấy nó quá là đểu luôn, quá là vô lý luôn các bạn ạ. Cái sự kiện này quá nhảm nhí luôn các bạn ạ. Nhưng tôi khuyên các bạn nên cố làm để được hai viên thuốc này nha. Vì nó rất là tuyệt đấy các bạn ạ, không thể chê được đâu. Nó hiếm các bạn ạ, hiếm và đắt đỏ các bạn ạ. Đấy, nói chung mà tôi thấy sự kiện này chẳng có gì đặc biệt các bạn ạ. Nhà phát hành game đáng ra như các bạn đã thấy, chúng ta được 28 điểm trong một nhiệm vụ, trong 6 nhiệm vụ chúng ta được 180 điểm, cho 180 điểm mà khi The Post này nó khởi động lại trong vòng 2 ngày mà sự kiện này chỉ có 4 ngày. Thế làm sao mà làm được các bạn ạ? Nếu các bạn mà căn thời gian mà tốt thì các bạn có thể làm được sự kiện này được 3 lần nha các bạn. Có nghĩa là 3 lần khởi động lại các bạn hiểu không? Rồi nói chung là cũng kệ. Làm sao mà làm được lỗi cái sự kiện này đến 1200 điểm? Tôi thấy nó vô lý kiểu gì ấy các bạn ạ. Quá là chán luôn, trừ khi các bạn bỏ xu ra.
Nói chung sự kiện này quá chán các bạn ạ, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhà phát hành game mà tăng điểm thêm thì có lẽ sự kiện này đã tốt hơn rồi các bạn ạ. Ngoài ra này, các bạn phải gom một đống nguyên liệu này, xong lại một đống nguyên liệu này nữa. Quá là vất vả luôn, quá là cầu kỳ và khó luôn các bạn ạ. Làm sao mà làm được các bạn ạ. Tôi thấy sự kiện này quá đẻo luôn, quá chán luôn các bạn ạ. Nhưng mà các bạn cố làm được hai viên thuốc này cũng đáng giá đấy các bạn ạ. Tôi không đánh giá cao sự kiện này các bạn ạ, quá tệ luôn. Chẳng hiểu nhà phát hành game nghĩ cái gì nữa. Lẽ ra lên tăng điểm thêm cho mỗi lần giao hàng chứ. Ôi giời ạ, quá là thất vọng các bạn ạ. Thôi, nói vậy thôi các bạn ạ. Nói chung sự kiện này là tệ. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.